Thì coi có nhiều khi dưới quê mà đám tiệc, đám vỗ hay đám cưới đó Mấy ông mấy bà ngồi với nhau nói chuyện, nói một chút có, có khi có chuyện Mới vô thì anh ba, anh em mình lâu ngày không gặp Anh em mình người nửa ly của anh, mới vô nửa ly rồi nghe Uống chút cái này, anh em mình lâu ngày không gặp Uống hết ly tình nghĩa của anh Một chút bắt đầu là ngồi nghiêu ngao nói chuyện, nói qua nói lại Nói một chút bắt đầu là tôi thấy anh hồi nãy giờ sốc nhiều được nghe anh ba Giờ này là tôi bực mình anh là để nghe Bắt đầu là cầm cái ly búp Chứ quê mà Mùng 1 Tết thì bận đồ mới đồ đi đồ Nói chuyện đồ lịch sự lắm Đến nhà hỏi hàng đồ ngon lành đúng không Vậy mà uống rượu một chút Bắt đầu là gì Áo kéo ra Bắt đầu là ở trong có áo thun nó Bắt đầu lột cái áo dài bên ngoài Dắt lên dài Bắt đầu nhậu xỉn Bắt đầu là đi nghênh ngang ngoài đường Kênh 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 vậy đó áo thì dắt lên vai còn cái mặt thì nghĩa là đi tới nhà ai đi tới nhà ai đó quý vị hồi, hồi nãy đi ngang thì bạn áo thùng đồ nhìn thấy ngon làm ô công nhận hai bữa nay bạn đồ lịch sự quá bay đi đâu vậy con đi chúc tết gia đình ba mẹ vợ quá ơi bắt đầu đi đến nhà ba mẹ vợ cái anh em được gặp nhau nha uống rượu chú có đồ là cỡ áo ra bận cái áo ba lỗ ôm nhớ ôm nhách à bắt đầu dắt anh dai cái lúc đó đi về thôi, ủa hồi nãy bản đồ lịch sự quá bây giờ sao con nhìn te tua dữ vậy con bây giờ con xỉn rồi bác ơi <laughs> thì biết có à, nghĩa là ngày mùng một tết luôn đó, mà nhiều khi có ông con ở dưới quê xỉn xong rồi bắt đầu là đứng giữa đường tiểu xỉn nó là vậy đó không phải đơn giản đâu quý vị, mận tết dưới quê vì thấy bao nhiêu cảnh tình nó, bao nhiêu cảnh tình từ cái nhậu nhẹt có khi ngày tết mà quýnh lộn chữ lộn úm sùm hết chứ người ta không nó từ nơi đó mà một câu ai với đào phật này tự nhiên nó giải mã nhiều thứ cho bản tính của mình sai lầm mình sửa mình nhìn thấy được từ từ rồi mình sửa mình không có nhậu nhẹt mà mà như ngày xưa nữa phải không rồi từ từ mình nghĩ nhậu luôn có nhiều người người ta biết tu người ta bỏ thuốc nè bỏ cà phê nè rồi bắt đầu là người ta bỏ rượu từ từ luôn cái mấy thằng bạn sai hư hỏng nó gặp mình nó nói nè Trời ơi mày giết từ từ tôi thấy mày giống đàn bà lắm rồi đó nghe mày Ông trai gì không nhậu nhẹt Không uống thuốc không uống cà phê Mày tôi thấy mày giống đàn bà lắm rồi đó nói, Ờ kệ tao ơi Đàn bà đàn bà miếng gia đình hạnh phúc được rồi mày <laughs> thấy không Mình mà biết tu mình nói một câu nói nó đặc biệt đó. Thì nghe như Đức nói chuyện Ai chân đau cứ thẳng chân không sao đâu đó. Thì bị biết rằng á Gặp mấy người bạn mà nó khích như vậy Vị chỉ cần nói kệ mày ơi đàn bà đàn bà tao thấy tao làm đàn ông bao nhiêu năm nay cứ quýnh vợ quýnh con hoài mày ơi tao thấy đàn ông vậy tao thấy tao không đáng mặt đàn ông chút nào chứ thôi bây giờ làm đàn bà phút cho rồi được rồi nếu tao là đàn bà thôi tụi bay đừng đi đến chơi với tao còn tụi bay đàn ông với cái chơi đàn ông đi còn tao kệ okay, tao chơi với vợ tao với con tao cho nó chắc khỏi nhậu nhẹt gì nữa chứ vậy mà thời gian gia đình mình hạnh phúc mấy cái thằng mà nó nói nó đàn ông mà nhậu nhẹt mà mà bê tha đồ ta đây rồi đó nó nhìn nó thấy công nhận thằng hai từ khi mà nó làm đàn bà tới giờ gia đình nó hạnh phúc thiệt thôi chắc tao từ từ tao cũng làm đàn bà ở nhà luôn thấy <laughs> chưa mình là người tu đừng có bị khích khích mà mình biết cái này hư mà mình mình đi chạy theo ông chi ạ thôi phải chi người ta nói đúng mình nghe còn nó khích mình để mình hư thôi mình chấp nhận luôn mình chỉ cần hạ mình đừng có trả lời đừng có nói mình nghe nó nói gì cái mình nói mày ngon quá bữa nay tao nhậu với mày bữa cho mày biết là dính đạn rồi đúng không nó mà nói gì nó thôi thôi đờ rồi mày ơi tao đàn bào thôi mày đừng chơi với tao nữa tao về tao chớ vợ tao chắc ăn rồi xong về không có nhậu nhẹt mà nó thức ăn thức uống đồ vợ nấu đem ra vợ chồng con cái ăn uống ngon lành ăn ngon nữa ăn ngon xong nằm ngủ đồ ngon lành tết nhất khỏi cần nhậu nhẹt khỏi cần ói mửa lum làm đàn bà mà khỏe vậy tôi cũng đi làm đàn bà nữa ngu vậy làm đàn ông mà nó nhậu nhẹt cho nó mệt <laughs> nên từ nó đối vị với tôi vị với có trí tuệ rồi bị định tâm định tâm nó bị không bị khích Đấy không không bị khích nên đoạn văn này nói rằng là dù học tất cả học văn của thế gian cũng không bằng niệm một câu ai với đạo phật tại vì quý vị học tất cả học văn của thế gian có khi nó thành phím kiêu ngạo ngã mạng nên nó không bằng niệm một câu phật hiệu này Câu Phật hiệu này nhắc mình suốt gì A là vô di đà lượng Phật là giác Giác ngộ nó nhắc mình từ Lúc này lúc kia Khi mình gặp cảnh viên là mình chuyển xây được Cái tâm xấu của mình được Nên một câu ai Phật này hay lắm Ai cũng niệm được mà ai cũng niệm mà Cũng có lợi ích hết trơn Nói vì đi vào chùa mình vị thấy không Chỉ có niệm Phật thôi mà an lạc sống mỗi ngày vậy đó cho nên thời khóa những đức đưa ra cho quý vị trong dịp tết này bị tu thấy phải ra thấy chưa Vừa tu mà có thời gian nghỉ ngơi Có thời gian đi ngắm hoa Hoa trong chùa quý vị coi đẹp Nhiều không ơi, Quý vị đứng ngay cái giường qua giấy Quý vị thấy nó, nó, rộn ràng hết chứ Buổi sáng khi ăn cơm xong mà mà gặp mà vợ chồng con cái vô đây ở mấy ngày Tết mà dặn một vòng đi xung quanh chùa thế coi. Vì sẽ thấy cái sự hạnh phúc đặc biệt lắm, thấy nó bình an vô sự. À, thoải mái gì đâu Rồi xong đi một vòng xong về nằm ngủ giấc. Tới giờ ken ken ken, cửa mặt đi tu á, à, Vừa tu được an tâm Vừa có ngủ nghe thoải mái Tới giờ tu xong xuống Có người dọn cơm sẵn hết Cho dịp Tết ăn Tết cái này Đúng là quá sung sướng luôn Quý à, vị biết rằng Đây mới là cái chỗ đặc biệt nè Nên mấy cô vô đây ăn Tết Khỏi cần lo nấu cơm gì cực khổ đúng không Rảnh càng lặt rau xuống lặt rài cổng rau Còn thấy ai lặt nhiều quá thôi Đi vòng vòng niệm Phật vừa thấy đông quá rồi nó thấy rửa được cái chén thì đi rửa cái chén còn thấy mà chen chút đông quá thì thôi nhưng mà có khi xuống rửa chén á cũng phải nhẫn nữa nó cũng nhẫn nữa tại vì cái bà này bà rửa với văng nước vô mình bà nó bây giờ rửa văng nước vô mình tôi quậy bà cũng sang si nó thấy chưa hoặc là mình nói chị 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 chị, chị cho tôi mượn cái ghế tôi ngồi chút cái chị thôi được rồi cái ghế này của tôi đó bà ơi bà bạn tôi tôi giữ cái ghế giùm cho nó Đúng không nó cũng có đụng chuyện đó đi xuống bếp làm mà cũng đụng chuyện nữa đó, đó nên quý vị biết rằng nên khi mình niệm phật rồi mình đụng những cái duyên cảnh đó, à gì đà phật không? còn nếu không á là thấy mẹ này mặc thì ghét ghê không nói mà trong tâm nó nói vậy đó mẹ mặc thì ghét ghê nó rửa đồ mà còn giữ giữ ghế đúng. rửa đồ mà phát nước dắt như mình ước mình mẩy tôi chứ tức mình ghê luôn Đấy không? nó khi xuống dưới đó là mấy bà ngồi với nhau đó có khi ngồi chút cái đầu là vừa làm mà vừa hỏi chị nhà đâu vậy chị này kia bắt đầu là kể chuyện ngồi nghiêu ngao nói chuyện nha nó bị biết rằng vì làm việc trong chùa sao mà bị phải hiểu biết thì tự nhiên trong thời gian đi vô chùa tu là có kết quả liền phần nhiều là phải niệm phật còn làm là phải dịu tâm còn khi gặp người này người kia mà không phải ai gì đào vào không phải chuyện của tôi giống như người đi ngoài đường kẻ đi qua người đi lại đông người vô cùng không lẽ chúng ta ngồi chúng ta nhìn mặt họ để nhớ mặt hả à? không có dù gặp bao nhiêu con người nhưng mà đi qua rồi tự nhiên chúng ta sẽ không nhớ vậy thì cái điều bực bội mà một người nào nói một lời khó chịu thì cũng giống như cái người đi ngoài đường mà xa lạ nếu quý vị có thể làm được chỗ này thì tức khắc quý vị sẽ không buồn không phiền não mà câu vật hiệu này giúp quý vị nhớ phật để không nhớ những điều không phải đó tức khắc trong nội tâm sẽ an lạc nói vậy thấy một câu vật hiệu nó áp dụng trong cuộc sống hàng ngày vậy đó Gần gũi vô cùng Nên Thầy Lý Vĩnh Nam Thầy nói một câu gì nè Ngày Tết có gì vui à, Những câu thật nha Những câu thật thì bây giờ Chúng ta bây giờ mà nghe nó quá thật đó, Có khi chúng ta cũng chịu nổi nữa Thầy Lý Vĩnh Nam này nói Tết có gì vui Nếu mà người trí tệ nhận thức Thì quý vị hỏi tết vui là cái gì trong khi á, mỗi một người chúng ta đó một ngày qua đi á, là cặn kề với phần mộ mà một năm đến á, thì tuổi của mình tiến thì một tuổi thì thọ mạng của mình ngắn lại mà bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ là mỗi lần mà một năm tết á Bây giờ mình ngồi bình tĩnh mình suy nghĩ là cái năm nay vừa qua mình đã sống và làm việc như thế nào. Thọ mạng thì ngắn lại, cặn kỵ phần mộ. Nghiệp quả một năm thì tạo nhiều hơn một năm. Nghiệp quả tạo nhiều hơn năm ngoái. Thọ mạng thì ngắn lại, gần với phần mộ vậy mà chúc mừng năm mơ quý vị thấy chưa tổ sư dạy không thiệt là có trí tuệ bởi vì chúng ta tu chúng ta không phải là đá đổ chỗ này đâu mà chúng ta phải hiểu phải hiểu được thí dụ như một năm đã qua mình coi có một năm mình làm gì việc thiện và ác thiện nhiều hay ác nhiều rồi cứ một năm qua đi một năm qua đi con người chúng ta cặn kề với cái chết rồi đó nên nhắc nhở rất là hay Nhắc nhở mình là Phải xem lại một năm đã đi qua Nên ví dụ như giờ mình được duyên ở Trong ngôi tam bảo này, quý vị thấy Một năm Hình như là nghĩ thiện và làm thiện rất nhiều Xác thực Từ tới Tết luôn quý vị coi Toàn thể chúng Phục vụ chúng sanh Nhưng mà chỗ đặc biệt Phục vụ chúng sanh mệt gì mà nhưng mà lúc mà gặp người mình bình tĩnh mình chắp tay a di đà phật hay lắm á nghe uhm, một câu a di đà phật này mình niệm mà mình có thể cho người ta nghe mà mình nhắc mình đó nó không có bực bội mà gương mặt nó không có khó chịu thí dụ như có những công việc cái bị làm nghe mà quý vị lính quýnh quýnh bị, bị làm nghe còn chậm hơn cái người mà người ta làm mà từ tốn mà người ta bình tĩnh nữa cái làm từ tốn bình tĩnh là nó làm không có hư diệt Nó không có gớt đồ len sàn lớp bớp Tại vì nó bình tĩnh làm nên nó cầm cái gì nó cũng cầm chắc Còn cái người mà làm mà lớp chớp lớp chớp có, khi, có, có khi làm hư diệt Mà có khi cầm đồ nó rớt 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 rớt, 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 rớt. À, Nên chúng ta mà bình tĩnh được thì chúng ta mới niệm Phật được Còn nếu như mà làm mà lây quay lăn xăng như con gà mắc đẻ Bởi vì không có niệm Phật được đâu Mà có khi cái gương mặt nó đổi sắc Nó bực bội nó khó chịu có khi bưng cơm đồ ra bưng thức ăn đồ ra nghe tự nhiên người ta nhìn thấy mình cái gương mặt của mình mặt ghê lắm vì để ý rằng một người mà nấu ăn mà thường mà nóng tự nhiên bước ra cái là nhau mặt cơm này ăn nổi cơm ăn nổi nên hôm qua nhà Đức nói mấy cô những Đức nói đó. Mình ở trong chùa Mình thì tu hành có cái tâm giải thoát Buông xả Mà buông xả từ đâu? Buông xả từ tâm thôi à Còn cái cảnh viên thì chúng ta phải sống làm sao cho nó phù hợp Thí dụ như những ngày Tết này mình phục vụ chúng sanh đi Mình nghĩ về chúng sanh Thí dụ như mình bưng cơm Mình bưng khay cơm Mình cầm thức ăn mình đưa cho người ta ăn giống như miếng dưa hấu cắt xong để lên khay cái tay của mình phải mang bao tay cái bọc vào đi cầm dưa hấu đưa cho người ta ăn mà khi cắt miếng dưa hấu chúng ta cắt nó còn một cái vỏ xanh xanh chúng ta chừa lại để người ta cầm người ta ăn thấy nó lịch sự còn có khi cắt nhanh quá cắt chua lũi hết có khi bốc thì cái tay bóc đại luôn mà quý vị có cắt móng tay sạch chưa rồi có rửa tay sạch chưa nữa có khi tay nó dính lọ nghẹ Nó dính ở trên cái bàn tay Khi mà bóp miếng dưa hấu đưa cho người ta Thì người ta thấy lọ nghẹ trên cái bàn tay Rồi cái móng tay thì đen thui Cầm miếng dưa hấu đưa cho người ta Có khi người ta không dám nhận Có khi người ta nhận mà người ta ăn không mạnh miệng Mà cắn miếng dưa hấu nhai mà nuốt vô bụng Thì nó bựa vô cùng Vậy thì quý vị tu phước nó chưa thù thắng đâu Nên mình phải rửa tay Mình phải cắt móng tay cho sạch Đầu cổ phải cạo sạch sẽ Thí dụ đó là nói những người trong chùa cẩu đầu đó rồi xong nhìn mình phải cho bản đồ phải cho nó đàng hoàng cái đó là khâu phục vụ còn cái khâu nấu ăn trong bếp thì mình đã là nấu ăn trong bếp thì mình bản đồ bình thường thôi nhưng mà cái giờ nghỉ mình phải tắm rửa cho sạch sẽ thay đồ cho đàng hoàng những ngày tết thì mình dùng cái bằng ủi mình ủi đồ cho nó sạch sẽ lỡ gia đình của mình đến gặp mình người ta thấy mình cũng sạch sẽ đàng hoàng thì người ta đỡ đau lòng vì vì biết sao vì người ta ngoài đời người ta bận đồ mới còn vô người ta thấy con cái á bận đồ cũ kỹ mà gọi là hôi ám tự nhiên người ta thấy nó cũng đau lòng nó có một lần những đức quen một cái chú này ổng một thờ vô chùa tu cùng với nhân đức luôn ổng giỏi dữ lắm gia đình của ổng ở dưới vũng tàu này nè ông thì có tâm tu khổ hạnh quý vị nhưng mà cái khổ hạnh thời đại hôm nay nó không phù hợp Khổ hạnh là phải làm sao như vậy mới phù hợp nè Là tu khổ hạnh là làm sao mà mình nhà giàu Thì mình sống được với nhà giàu Mình không chấp cái của cả nhà giàu Mình nhà nghèo Mình sống với nhà nghèo Mình cũng biết đủ với nhà nghèo Mình đẹp Mà mình không kiêu ngạo ngã mạn Vì cái đẹp Mình xấu Mình không mặc cảm với cái xấu Đây gọi là khổ hạnh đó quý vị Đây gọi là nghiêm túc khổ hạnh Tùy duyên khổ hạnh Đây là khổ hạnh tù thắng Chứ không phải nói rằng là bây giờ tôi tu khổ hạnh như cái chú này Ổng này, ổng siêng lắm Quý vị biết rằng nghe ổng là thường là 4 ngày, 3 ngày mới tắm lần Mà làm việc trong bếp Quý vị biết nhà bếp thì toàn toàn nấu củi Một buổi nấu bếp thôi là quý vị bước ra có khi quý vị đứng gần người ta là hỏi khói rồi đó Tại vì chiên sườn chay á quý vị Những đứt nấu ăn những đứt biết mà Quý vị biết rằng bộ đồ của mình nó chiên sườn chay 3 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ thôi Thì cởi bộ đồ ra thay nó thử coi ngửi thôi coi nghe mùi hơi khói nó hôi rinh và cơ thể mình tiết cái mồ hôi thấy dơ bẩn còn nếu như mà nói về phụ nữ nó còn dơ người nam mình nữa kiểu mà làm trong bếp mồ hôi mồ kê mà không có biết cái thân phận mình mà có khi mà bưng đồ ăn mà trang 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 cái qua mặt người ta đó hoặc là mình bưng đồ ăn bưng gì nè để nguyên cái nách vào cái miệng người ta cái lỗ mũi ta bị <laughs> chịu nổi không nên mình là con người tu nó phải cái giác quan nó nhạy Nó từng đoạn từng đoạn mình phải hiểu Đó Có khi mà chính cái cơ thể của mình Mình có khi còn để ý nữa Có khi để ý mà gọi là có khi cơ thể nó khác nhau Có những người chúng ta cái khi đau bao tử Hoặc là hơ ăn không tiêu Mà cả đêm của mình khi thức dậy cái hơ mình nó hôi Có khi mình chưa xúc miệng Hoặc là cái cơ thể mà mình biết chứ có khi mình còn hà hơi mình coi coi cái mùi hôi của mình nó hôi thì sao thì khi mình nói chuyện với anh ta Mình không có đưa cái miệng mình gằn lên mũi anh ta quá nữa Không có hà hơi vào mặt anh ta nữa. Tại vì mình biết cái cơ thể của mình Mình biết từ nơi đó mà mình còn khép nép một chút nữa thế vì biết rằng cái này là cái mà con người tu nó nhạy bé Cái giác quan nó nó nhạy Nên cái cách đối nhân sự thế nó mới tuyệt được Không phải nói là buông xả Mà mình 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 mình, dơ giấy đâu Rồi cái chú kia nhận Đức nói nãy Câu chuyện như Đức đang nói giữa chừng đó Ổng là rất siêng rất giỏi Nhưng mà ba bốn ngày mới tắm lần ôi ổng ổng thích nói chuyện những đức lắm có nghĩa là ổng là người cũng là hiểu biết về phật pháp mà ổng khoái nói chuyện với những đức mỗi lần mà ông qua cái chỗ ở của mình mà ngồi anh em nói chuyện với nhau ổng nói chuyện là khoảng hai tiếng ngồi nói chuyện mình gần hai tiếng hồ nhưng những đức thì cái tính nó chiều người lắm thích nói là nói ông nói tôi nghe còn không nói tôi nói mà ổng này nói dữ lắm ổng ngồi ổng nói suốt mình cứ ngồi nghe trời ơi mà ổng nói ổng nói, nói một chút cái ông lết lửa gần một chút nó chút cái lết được gần chút sát vào người mình vậy đó rồi xong ổng ba bốn ba, ba ngày ông không tắm mà quý vị biết trong bếp mà ổng làm mà mà mặt ổng không cạo lông mặt rồi tóc tay gì đó mà tóc ổng nó dựng 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 lên á những đức thì tóc quắn mà thường đi vô chùa là những đức cắt tóc ngắn lắm ổng để tóc dài mà tóc ổng nó, nó nó thẳng dựng 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 như là chết chôm chôm vậy đó Mấy vị biết ổng nấu ăn ở trong bếp nhà, nhà bếp mấy vị biết đổ thức ăn vô dầu nó bay lên thì nó bám lên đầu rồi lông mặt nó dài không cạo gâu không cạo thì nó bám dầu lên lông mặt râu ngồi nói chuyện gần mình còn cái áo ổng thì vị biết còn dầu nó đóng một lớp mấy ngày không giặt còn vô phòng ổng là không dám vô đối với vị à. không có dám vô phòng đâu về khổ hạnh thì ông này hơi bị đạt tiêu chuẩn khổ hạnh quá nó, nhưng mà ngồi gần chịu không nổi có nghĩa là mình quá dĩ ổng luôn mình cố gắng mình ngồi mình chịu hai, hai tiếng đồng hồ mà nói chuyện nói găng mình hà hư vô mặt mình không mình phải biết rằng á mình quay quanh bên mình hít hơn, xong không nói đi chút mình quay quanh phải biết ngồi nói chuyện ông là hơi lên không quý vị hơi lên chứ không dám thở ra thở ra thì phải quay qua bên kia ở đâu rồi trời ơi, vậy mà ổng thì ổng thích nói chuyện với mình thôi à. có nghĩa là những cơ khác là ổng không nói chuyện ổng nói chuyện với những đức là ổng khoái lắm tại những đức ông là vô tu một thờ với nhau mà không có phiên được đâu không có phiên được cái ổng thì về về cái khổ hạnh đó thôi mình tùy duyên đi mọi người có nhân duyên khác nhau nó bị biết rằng những đức biết ổng có một lần nghe ba ổng nhà vũng tàu nè ba ổng cũng gia đình giàu có có thằng trai mà ổng đi tu bằng tuổi như đức thì vì biết rằng là ba ổng lên thăm con nghe nói ba ổng cũng là giám đốc vậy đó công ty lớn lên đây thăm con đi xe hơ đồ có bạn đồ đồng nghiệp đồ đi chung lên thăm con mình rồi xong á đi ra bên ngoài ngồi uống cà phê với ba đó bạn bè của ba ổng nói với ba ổng một câu rằng ủa bộ thằng này con ông á hả <laughs> đi tu gì mà thấy ghê vậy ớ không có nghĩa là người cha vô nói với ổng một câu nào cha lên thăm con lần này là lần cuối cùng mai mốt cha không có lên nữa đâu thôi sao kỳ với ba con tu gì mà thấy ghê quá <laughs> nhìn ổng còn già hơn áo nữa quý vị thấy không cái hình thức thế gian nó nó dễ độ người nên những đức nói á mới vô chùa tu đừng có làm chuyện cao xa đói bụng thì cứ ăn ăn cho nó no bụng làm sao mà ăn á ví dụ khả năng mình ăn một phần trăm mình ăn 90 chín mươi chín ngừng đừng có ăn một trăm một tao bao tử hiểu không chấp nhận cái ăn chín mươi chín luôn đó còn một ten ngừng lại liền được không cứ ăn đi ăn uống cho nó đàn hoàng mình mới vô chùa chưa có tu giỏi gì đâu mà chúng ta tu một thời gian chúng ta thấy dư thịt là ngon rồi đúng không còn tu đó tu không đạt mà ớm ho gầy mòn Vì vị suy nghĩ <laughs> chịu thua chắc luôn rồi đó nên những đức nói rằng trước nhất là cái tướng có đi người thân đến người ta thấy vui ồ còn từ tù thấy mập mạp sáng sủa không? mập mạp ăn chay được á phải không trước nhất là cái lợi tha có đó quý vị còn cái tự lợi thì mình cứ cố gắng mỗi ngày tu thôi kiểu mới vô chùa phải khổ hạnh không ăn uống gì mà nhìn thấy người ta ăn thì có khi ăn thì không ăn mà thấy người ta ăn nhiều thì trong lòng nói Tu hành gì đâu mà nó ăn thấy sợ luôn Thấy nó sân si chưa khó chịu chưa quý vị nó Nên tư nơi đó quý vị thấy rằng Có khi khổ hành mà nó nhìn lỗi người khác Thôi mình không ăn được Nhưng người ta ăn thì để cho người ta ăn Cũng như những đứa đâu uống cà phê đâu Bánh ngọt cũng đâu có ăn đâu Vậy mà lên bàn ngồi là bẻ mấy cái bánh ngọt rồi cũng nghiêu ngao một chút Để cho mấy bà cụ bà ăn cà phê mình cũng làm bộ bưng ly cà phê mình quậy 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 mình múc vài muỗng để mình nớp ấp thôi chút đỉnh thấy không có nghĩa là mình không ăn cũng phải để cho người khác ăn như vậy thì cái chuyện tu quý vị nó mới đạt tiêu chuẩn còn nếu như quý vị không ăn mà không cho người ta ăn luôn là không được đó. phải nhìn vào căn cơ quý vị thấy bọc khóa Nó đặc biệt chưa nó nên mình làm người chồng người vợ trong gia đình mà hiểu nguyên lý này rồi là quý vị làm chồng vợ ngon lành lắm mình đi đâu đi làm gì cái mình mua cái món đồ ăn nào bà xã bữa nay mua món đồ ăn này bài cái dĩa đi bà phải không thấy gia đình nó vui vẻ đặc biệt tại vì quý vị biết rằng cơ thể chúng ta là cơ thể thức ăn nên cái chuyện mà ăn uống mà được được một chút con người nó vui nó phàm uống nó lạ vậy đó chứ nếu mà gọi là ăn uống mà nó quẹt 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 đó ngày nó buồn chán gia đình nó mặn ăn ngóc đầu lên không nổi thôi vậy à? mà ăn quá đáng quá thì nó cũng mặc nghiệp luôn đó nên mới nó nói là hưởng phước bất khả hưởng tặng nhưng mà không xài là không được phải có xài mà xài chừng mực thôi thấy không thì thấy một pháp rất là hay nó có thể áp dụng trong cuộc sống đặc biệt thì nó nên từ câu chuyện cái chú đó đó quý vị phải hiểu mình tu hành ít gì mình cũng phải gọn ghẽ có được chút lúc làm trong bếp thì cứ làm nhiệt tình thôi khi xong rồi mình thấy cảnh rảnh rồi mình cũng lao mình mẩy chút xíu dịp tết nhất người ta đông đúc cái kiểu mà bận biểu chạy lăn xăng lăn xăng đứng gần người ta, người ta nghe mùi hôi quá người ta ăn nó không có ăn vô thấy mình dơ người ta đã cười mình chết phải không đó rồi mình là phải nữ mình phải biết cái thân phận của mình chứ mình phải biết từ nơi đó thì tự nhiên mình gọn chứ không phải nói bây giờ buông xạ rồi không có càng đẹp gì nữa bây giờ cạo đầu rồi không có nói gì chứ buông xạ không có quan tâm đến đúng rồi mình không có quan tâm mình mà phải quan tâm người khác còn nhiều con người đang ở bên cạnh mình mà nó cái đó mới gọi là tự lợi và lợi tha và tu mới nhìn được cảnh quan xung quanh đó là tâm lượng lớn đó chứ không phải nói rằng là tôi buông xả tôi bắt cằn bắt cằn cái gì người ta gớm ghê mình mà mình phục vụ người ta người ta ăn không vô mà vậy sao có phước không nó nên thí dụ nhất là những cái bang mà bưng bê ấy, là phải coi gọn rẽ coi móng tay móng chân coi sao nó coi sắp sửa bưng cơm ra có, coi, tay lọ nhẹ có đi rửa hay không để ý nghe từ nơi đó rồi xong mặt mày ấy, mũi giải vậy đó hít 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 á rồi thấy tới giờ mà bưng cơm ra là thôi đi vô nhà vệ sinh nó hít mũi cho nó ra sẽ hết đi rồi rửa mặt rửa mài lau lỗ mũi coi hít mũi xong á mà coi nó còn dính cái phân mũi nào còn tan hay chăng lỗ mũi không nữa đó Thôi ơi bưng thức ăn ra mà còn cái phân mũi toàn, toàn ten dính trong lỗ mũi là người ta vừa nhìn quý vị người thấy nó ở trong lỗ mũi mình á có nhiều người mà lông mũi nó dài đó bị biết rằng là mà khi mà hít mũi xong mà mũi nó dính theo cái lông mũi đó nè, mà nó một cục xanh quanh hai cái, cái cái cái, lỗ mũi mình á mà người ta vừa nhìn lên nó thấy cái <cười> <cười> thấy chưa con người mình nó nhại lắm người mà kỹ là người ta tí từng chút á người ta tới gớm nó không chịu đâu nó nên nó bị biết rằng thí dụ những đứa gặp một người nữ nghe thài xấu mà sạch kỹ chứ kiểu mà đẹp mà bày hay mà tèm lem tút lút là không được rồi phụ nữ mà gọi là ngồi xuống đâu cũng ít 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 ngồi 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 đứng lên thì mông đùm dơ đắt cát không được biết dơ vậy không có kỹ lưỡng phải không nó nên người phụ nữ người nó ta nói ăn coi nồi ngồi coi hướng là gì đó này quan trọng lắm thà xấu mà kỹ gọn ghẻ nó không phải nói là bày hay buôn xả phải mình càng tu mình càng gọn ghẻ gọn ghẻ sống trong cái tế nhị chứ không phải là qua cứ xe xua Ngày xưa mình chưa tu thì kem phắn quá trời lè lẹ lẹt Bây giờ mình tu rồi mình gọn ghẻ tóc tai Diện thì mình mỏng thôi Ngày xưa thì một, một bết đỏ chói Bây giờ thì nhợt nhợt một chút nó Mấy cái son hàng phong hàng quốc đồ nhẹ nhẹ Vì thế nó đúng tông của nó Chứ không phải là một một bết Nhìn thấy ớt đúng không nghe là nó nó thay đổi lại một chút Mà nó đặc biệt Để chồng mình đi với mình Người ta cũng cảm thấy người ta không có mắc cỡ Tuy là mình mỗi ngày tu thì thấy vậy đó Mà bước ra đi dạ hội hay đi đám tiệc mà đi với chồng Chồng bận áo bỏ vô thùng đàng hoàng Mình cũng kiếm bộ đồ cho đàng hoàng bận, bận vào Đi làm tóc đồ chút xíu Vì sao? Vì người đàn ông người ta trọng sĩ diện Vợ mình có được đi với mình Người ta cũng cảm thấy người ta hãnh diện Còn nếu như mà nói giờ tôi tu rồi Đi thì đi Bận bộ đồ ra thấy gớm Ông chồng nó tôi đi với bà tôi mắc cỡ Thì nó kiếm nhỏ khác chứ sao Mấy vị thấy Hoàng Pháp dạy kỹ chưa Nên tu phải hiểu Vừa tu được mà vừa giữ được hạnh phúc gia đình Vậy là người đàn bà này mới đặc sắc có trí tuệ Chứ đâu phải nó cái chuyện buông xả giảng sanh giảng sanh Vì vị còn sống ở thế gian mà Cái buông xả là nội tâm của quý vị Không buồn giận chắc hơn người Để trong tâm thôi Của cảnh viên thì sống bình thường thôi Quý vị biết rằng Đệ tử của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Có nhiều người cư sĩ lắm Lên giảng đài thiết pháp quý vị biết rằng Bằng đồ bình thường có khi bạn đầm bạn cũng ngồi thiết pháp luôn Ngồi chút trách điện luôn cho quý vị biết á Đây là những đứa coi Quý vị bị bấm coi thử đi biết Rồi như thế nào Trang điểm đàng hoàng luôn ngồi thiết pháp Bao nhiêu người nghe luôn Đó là gì Bồ Tát thị hiện phù hợp chúng sanh Bồ Tát thị hiện phù hợp chúng sanh Bà trang điểm tôi cũng trang điểm Tôi trang điểm thiết pháp tu hành Bà trang điểm là gì cái gì đó vì vị thấy Bồ Tát thị hiện tương đối giống chúng sạch Cái hình tướng vì Phật Pháp thì tùy duyên đi Nhưng cái nội tâm tu là quan trọng nè Tại vì mình sống trong cái cảnh đó như vậy Thí dụ như người này làm tóc Trong cái cảnh duyên ai cũng phải phải bận đồ mua đen chút chứ Chứ mình làm tóc mà nhìn mình cụ lằn quá Đố mà người ta đến mà người ta người ta thích mà cắt tóc mình Nhưng mà quý vị biết rằng chỉ cần gọn ghẻ Không cần ăn diện nhiều Nhưng mà tay nghề cắt tóc của mình là tiêu chuẩn Vì sao? Vì mình biết được cái mô đen hiện tại như thế nào thế nào và có khi mình cắt tóc mình nói chuyện với người ta nói anh biết rằng cái máy tóc nó quan trọng người xưa nói răng và tóc là gốc con người cái máy tóc nó rất là quan trọng tuy là tôi cắt máy tóc cho anh nó không phải là quá mua đen như cái thằng kia cắt nhưng mà cái máy tóc này của anh là máy tóc đi làm ăn nếu như mà cắt một máy máy tóc mà nhìn thấy nó cô hồn quá thì người ta vừa nhìn anh nó khoảng cảm làm sao anh làm ăn thành đạt được nên tôi cắt cái máy tóc này cho anh là cái máy tóc làm ăn và máy tóc này là máy tóc đi cứ vợ anh biết không đi cứ vợ là được vợ liền nó cái nói chuyện mà đặc biệt vậy thì ồ cái anh hát tóc này nói chuyện hay thiệt à, nghe ngoài mốt tôi đến là anh phải cắt tóc tôi mới được có nghe không quý vị biết rằng cắt tóc mà đắt khách là do gì cái cách nói chuyện hay khi mà 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 người ta đang cắt tóc mà cái cách nói chuyện của mình mà nói mà có thể như là sông hơ cho người ta vậy đó cho nó mê mẩn mình luôn nó lợi là nó phải chờ mình dù mình là ba bốn người khách đang đợi mà nó ngồi đợi nó chờ tài vậy đó cái thành công của mình là lời nói mà nói nó có tình có lý nói nó có đạo đức vậy thì âm phước nên bồ tát thị hiện trong mọi cảnh viên để độ chúng sanh đó là như vậy vì thấy Phật pháp hay đặc biệt chưa nó thí dụ như mình ngày xưa mình mình mình, mình chưa hiểu Phật pháp nhiều đi mình bận một bộ đồ mình là người phụ nữ cái dáng dốc mình mình biết chứ trời ơi, cái dáng dốc mình mình biết chứ. có những người phụ nữ cái dáng dốc họ đẹp lắm nhưng mà họ phá cái dáng dốc họ là qua cái tâm họ đó Qua cái tâm họ Thí dụ như cái mốt thời gian bây giờ Nó bận đồ nó phải là như thế nào Nó phải là lò chỗ này lỡm chỗ nọ Mà kỳ cục như vậy nó làm Chi vì biết không cái tâm Chỉ cần vì có cái tâm này là tổn phước nè Chỉ cần vì có cái tâm là tôi bận bộ đồ này Để cho mấy cái thằng đàn ông nó nhìn cho nó lé mắt hết Chỉ cần có tâm này thôi là vì bị tiêu Tổn phước vô cùng Thí dụ như mình bây giờ biết học Phật Rồi mình bận cho nó kỹ lưỡng. Hiểu không? Đừng có bận bó sát vô. Đã bó sát vô mà còn làm bộ che nữa. Xạo. À, ý bận bó sát là biết cái tâm làm sao rồi. Mà còn làm bộ mang cái vỏ che che nữa chứ. Đây là cái tâm xấu. Cái tâm này là cái tâm tổn phước. Mình chỉ cần bận bộ đồ cho nó đàng quang, nghiêm túc. Tự nhiên cái dáng dốc của mình nó theo cái phước duyên nó nó tăng. Nó chậm già Nó có phước Nó không tạo nghiệp Nên nó biết học Phật rồi Nó đặc sắc lắm Nó đặc sắc lắm Mấy bộ đồ bận bó sát vào người ta không bận nó đâu Từ khi là cái nơi công việc công ty đó Nhưng mà bây giờ học Phật rồi Nó cũng đổi tông bận đồ luôn Tông bận đồ nó có nhiều tông dáng mình mình biết Cái bộ đồ nào phù hợp chứ đó Tự nhiên mình sẽ có một cái phong cách bận đồ tuyệt Bận đồ có phước Bận đồ mà nhìn trang nhã nữa chứ Còn nếu như nó chạy theo thờ thế Thờ thế á là con người nó không biết tu nó chạy theo cái cái mót thời gian để mà nó kiếm tiền từ nó nó phải tạo mót làm sao để cho thu hút những con người phần tử mà không nhận thức được mình chạy theo cái đó là không khác nào mình tối tâm nên mình phải nhìn nhận một cái phong cách bằng đồ mình hiểu biết thì tự nhiên mình sẽ có một cái cách bằng đồ mà nó trang nhã nó phải đi đâu người ta cũng tiếp nhận mà quý trọng mình vì nghe Phật pháp gì mà tuyệt nè đó một câu ai về là phật mà như vậy mà tuyệt vời nói vị thấy đó nhân xử thế quan trọng không qua wow, quan trọng luôn đó nên quý vị về đây á, những đức nói một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí đời này giảng sanh là điều quan trọng nhất và trả lại cho mình là một cái tư tưởng sống của cuộc sống hàng ngày. Quý vị có thể nhận thức được để làm sao đối nhân xử thế và sống hàng ngày cho tốt, để người ta thấy rằng Phật pháp là có cái hay thì quý vị khuyên người ta tu, người ta mới chịu tu. Đây là chỗ đặc sắc trí tuệ của Phật pháp dạy chúng ta. Quý vị giờ đây ăn Tết thì nghe gì? Chúng ta về nhà phải cố gắng niệm Phật, giữ thời khóa tu cho ổn định. Và người khắp nơi nơi phải nhớ sáng tối phải giữ thời khóa công phu, lễ Phật rồi đi đứng nằm ngồi bấm số niệm Phật cho tốt. Vậy thì cuộc sống quý vị rất là vui. Và khi chúng ta thỏa mãn đến thì Đức Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn chúng ta về cực lạc nha, A Di Đà Phật. <laughs> Nguyện đem công cái này hương về không tất cả để tự và chúng sanh động sanh về tịnh độ